Thưa quý vị, lần đầu tiên sau khoảng 50.000 năm, sao chổi xanh sẽ bay qua trái đất. Sự kiện thiên văn học đặc biệt này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai, mùng 2 tháng 2 và có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở một vài nơi trên trái thế giới. Lần gần đây nhất thì sao chổi xanh đi qua hệ mặt trời là 50.000 năm trước. Như vậy là lần gần nhất nó đi qua trái đất là vào thời kỳ đồ đá. Mọi người có thể nhìn thấy sao chổi xanh ở Bắc Bán Cầu, tại những nơi mà ít bị ô nhiễm ánh sáng. Các nhà quan sát cho biết sau khi bay qua trái đất thì quỹ đạo của sao chổi xanh có thể bị thay đổi do là lực hấp dẫn của các hành tinh khiến nó bay ra khỏi hệ mặt trời và sẽ không quay trở lại trong hàng triệu năm. Do đó đây được cho là cơ hội cuối cùng để chứng kiến thiên thể hiếm này.